Xin chào tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với Audio HM. Ngày hôm nay em mang đến cho anh em một số phụ kiện nho nhỏ về phụ kiện âm thanh để giúp anh em nào đang cần mua sắm thêm hoặc cần nâng cấp để anh em có những món phụ kiện nó vừa túi tiền mà lại chất lượng cũng rất là đảm bảo cho anh em. Thì hôm nay thì em quay những cái dây quang học optical như thế này, rất là nhiều loại khác nhau, và những cái loại dây 3.5, dây AV 3.5 để cho anh em lựa chọn. Đây là những hàng em tuyển chọn rất là chặt chẽ để mang tới cho anh em cái chất lượng nó tốt nhất. Nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm vào cái uy tín mà em mang lại cho anh em nhé. Đầu tiên thì em giới thiệu cho anh em là con dây quang của Hitachi, con dây quang bãi Nhật. Loại này thì anh em mua DAC giải mã âm thanh em hay tặng kèm cho anh em. Loại này nếu mà giá bán lẻ anh em đang cần mua thì có giá là 190.000 bao ship tận tay, 190.000 bao ship anh em nhé. Một dây dài 1,5 mét, 1,5 mét. Cao cấp hơn thì chúng ta có lựa chọn của Audio Quest, một dòng dây quang học optical đến từ thương hiệu của Mỹ, USA bãi Mỹ. Audio Quest toàn bộ rắc kim loại anh em nhé, toàn bộ rắc này là kim loại này, cắm rút rất là chắc chắn nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm. Các cái thấu kính của nó thì không hề bị đục hay là bị xước sát, bởi vì em luôn tuyển chọn kỹ càng cho anh em sử dụng. Đầu luôn luôn phải có nút cao su để nó bảo vệ cái thấu kính cho anh em đảm bảo về cái chất lượng. Dây Audio Quest này dài 2 mét, 1m8 2 mét, có giá là 280.000. 280.000 bao ship tận tay cho anh em. Dây quang học bãi Mỹ. Còn một loại cao cấp hơn cũng bãi Mỹ. Cao cấp hơn cũng bãi Mỹ. Thằng này là thằng dòng dây XLO. Hai loại này là cùng một loại nha anh em nhé, chỉ khác mỗi màu thôi, chất lượng như nhau. Loại là của XLO này. Loại này dài 1,5 mét, giá là 320.000. Ngoài ra có loại dài 3m và 5m, anh em nào cần có thể liên hệ trực tiếp. Đấy. Loại này là dài 1,5m, giá 320.000. Dây rất là mềm anh em nhé, dây rất là mềm này, anh em có thể thấy. Bởi vì vỏ rất là dày, bên trong những cái vỏ dày như thế này là những cái lõi thủy tinh. Đấy. Nhỏ đúng bằng sợi tăm, bé tí. Đấy. Và đặc biệt là luôn luôn được em tuyển chọn rất là kỹ càng, nên anh em có thể yên tâm với những cái bộ dây tín hiệu như thế này, nó đảm bảo chất lượng cho anh em. Dây bãi nhưng mà chất lượng rất là mới nha anh em nhé. XLO bãi Mỹ USA, dài 1,5 mét, giá 320.000. Ngoài ra có loại 3 mét và 5 mét cho anh em nào cần dài. Ngoài loại này ra thì chúng ta có một loại cực kỳ cao cấp. Đấy, cực kỳ cao cấp dành cho anh em nào đang chơi những thể loại DAC high-end cao cấp. Đấy, anh em có thể lựa chọn theo con dây Ultralink này. Con dây này dài 2 mét anh em nhé, dài 2 mét. Và con này là của một hãng của Canada, Ultralink, được sản xuất tại Mỹ, hàng bãi Mỹ. Anh em có thể thấy là bên ngoài có lớp lụa bọc rất là chắc chắn và mịn, sờ rất là mượt nhé. Ngoài ra ở trên có mũi tên, có hướng mũi tên và có đầu bịt được gắn kỹ vào đây, để anh em nào mà hay rút ra rút vào có thể là thường xuyên bịt vào để cho đảm bảo không bị xước sát hay là bị ảnh hưởng đến cái đầu kính, đầu thấu kính ở bên trên. Một bộ dài 2 mét này thì có giá là 650.000 anh em nhé, 650.000 bao ship tận tay. Anh em chỉ việc ở nhà nhận hàng, kiểm tra và thanh toán, rất là đảm bảo. Dài 2 mét giá 650.000. Thì bắt đầu chúng ta sang đến dòng AV 3.5. AV 3.5 thì em có rất là nhiều loại, nhưng mà ở đây đặc biệt em chỉ đặt hai loại duy nhất, bởi vì hai loại này là hai cái loại mà em thấy là cho rằng là cái chất lượng nó cao cấp nhất, để giúp anh em có cái chất âm nó đảm bảo nhất, tín hiệu nó đường truyền nó thông suốt, không bị xôi xạ, cắm rắc các thứ nó chắc chắn. Em để ở đây hai loại. Một loại này là của Fullutech, loại màu tím này là của Fullutech anh em nhé. Đây, loại màu tím này của Fullutech, hàng bãi Nhật anh em nhé, hàng bãi Nhật, các đầu rắc này mạ vàng, tiếp xúc rất tốt.
Rắc này cắm cũng rất là chắc chắn anh em nhé. Rắc cắm chắc chắn, không lo bị ù xì. Đấy. Đặc biệt là khi anh em cắm những đầu 3.5 này. Đấy, khi cắm vào điện thoại luôn luôn phải chắc chắn thì nó mới không gây ra cái sự ù xì khi sử dụng. Đấy. Cái loại này thì em đang để với giá là 280.000. 280.000 cho một bộ. Dài 1m8. 280.000 báo ship cho anh em nhé. Urutech hàng bãi Nhật, rất là cao cấp. Và cái loại cao cấp hơn nữa, có một hàng cũng là của Nhật, cũng bãi Nhật. Hàng này là của Hitachi anh em nhé. Hitachi. Đấy, đây. Hitachi DZST. Đấy. Anh em thể nhìn thấy đây. Các con rắc để cắm rút chắc chắn. Những cái âm ly cổ của anh em thì hoàn toàn có thể yên tâm nhé, không phải lo. Cắm rất là nhỏ. Những cái rắc này rất là nhỏ gọn, cắm rất là ok. Đấy, đây này, đặc biệt cái rắc 3.5 của nó. Đấy, rất là nhỏ gọn, anh em cắm thoải mái nhá. Đấy, bộ này dài 2m. Giá 320.000. Giá 320.000. Dành cho anh em nào chơi. 320.000, dây của Hitachi, dây rất là nhỏ gọn anh em nhá. Dây mềm dẻo, dễ đi dây, thoải mái anh em di chuyển nhá, điện thoại các thứ. Rất đảm bảo. Thì em lược qua một số những loại dây tín hiệu như này để cho anh em nào đang cần thì anh em có thể tham khảo những loại dây tín hiệu audio, những cái loại dây optical, dây quang học, từ giá thành mềm nhất cho đến cao cấp nhất, cũng như là từ những cái con dây 3.5. Những con dây 3.5 thì những con dây này được em tuyển chọn kỹ càng, từ tất cả, từ các cái đầu rắc này cho đến các cái thấu kính đều được em xem xét kỹ càng để cho gửi đến anh em một cái chất lượng nó đảm bảo nhất. Để anh em không bao giờ phải lăn tăn một điều gì khi bỏ ra cái số tiền để mình sắm lên những loại dây quang học optical, những loại dây 3.5 này. Thì rất nhiều anh em đang muốn nâng cấp những dây quang bãi thì anh em có thể nâng cấp nhá. Anh em nào còn đang muốn nâng cấp thì nâng cấp ngay cho cái dòng tín hiệu của anh em nó được đảm bảo, thông suốt, led căng và có cái độ chính xác nó cao thì anh em hãy nâng cấp ngay. Anh em có thể liên hệ thông qua hai số điện thoại em để phía dưới phần mô tả: 0963411622 hoặc 0828063336. Mọi thông tin liên hệ và mọi thông tin về tài khoản ngân hàng em để hết phần mô tả. Ngoài ra anh em có thể là đến tận nơi, anh em hàng em gửi về tận nhà, anh em chỉ việc kiểm tra hàng, bóc ra kiểm tra hàng rồi mới thanh toán nhá, hàng chuẩn anh em mới thanh toán. Rất là đảm bảo về cái độ uy tín cho anh em khi anh em nhận hàng từ em. Luôn luôn đảm bảo. Em thể thấy là các con dây được em tuyển chọn rất là mềm mịn này, dễ dàng để cho anh em sử dụng, không bao giờ phải lo về cái chất lượng. Rất là đảm bảo cho anh em. Thì video em sẽ kết thúc tại đây. Anh em hãy like và đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật những video mới nhất. Em thường xuyên đăng những video để giúp anh em có những món đồ chơi âm thanh nó cực kỳ mỹ mãn để cho anh em nâng cấp dần. Đấy. Đồ chơi âm thanh là phải anh em nâng cấp. Anh em nâng cấp lên thì nó nghe càng ngày nó càng hay thôi. Đấy. Rất là đảm bảo. Và video xin phép được kết thúc. Mong mọi người hãy chờ em ra thêm video nữa. Và hãy ủng hộ em những nút like và những nút đăng ký nhá. Xin chào toàn thể mọi người.